Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Bên trong sơn cốc tinh khí dâng trào, hào quang trắng xóa cứ như cả đại dương mênh mông tụ về đây, vô cùng rực rỡ và chói mắt. Ngoài ra còn có hương thơm tây mát của cây cỏ. Cốc thần đây chính là một biệt hiệu khác mà bất lão sơn dành cho nơi này là nơi mà thần của tộc này dừng chân toàn bộ pháp tắc đều tập hợp hết ở đây trật tự không hề thiếu sót đại đạo viên mãn nên biết pháp tắc ở hạ giới có khuyết thiên địa không hoàn chỉnh đây chính là một vấn đề vô cùng lớn ở bất lão sơn lại có một nơi như thế này nên đủ để xưng là sơn cốc của các thần chiến y trên người thạch hạo dính máu thế nhưng nó lại rất kiên quyết vác theo tần chạm tiến vào trong cốc này thời khắc này nó trở nên ngang ngược và quyết đoạn, chiến khí trên người cuộn trao. Tuy thương thế tần chạm rất nặng, thân thể rách toác thế nhưng vẫn nở nụ cười, máu me đầy mặt bộ dáng dọa người. Nói, rất mạnh, còn lợi hại hơn cả ông nội cụt tay của ngươi nữa. Bốp ánh mắt của thạch hảo khẽ liếc xuống, một tay sách theo lão còn tay kia đập mạnh xuống. Dầm, một tiếng, tần chạm lần nữa bay vụt xa ngang, một luồng sức mạnh cực lớn nện thẳng lên người lão khiến lão cứ như là ngôi sao trổi vụt ngang bầu trời. Nện thẳng lên trên vách sơn cốc, việc này khiến cho ngọn núi ẩm ẩm chấn đống, vết máu hình người in hẳn trên vách đá, chỉ cần nhìn thôi đã giật mình rồi. Tần chạm từ từ rơi xuống chân núi, lão thật sự rất mạnh mẽ, nếu là người bình thường đừng nói là sống sót, dù là thân thể cũng phải nổ tung. Trở thành một đống thịt bầy nhầy sức mạnh của thạch hạo lớn biết bao đủ để hủy một ngọn núi tần trạm được gọi là kẻ điên thuở nhỏ ngang ngược cuồng si thần đạo tu thành công rất nhiều thần thông đại đạo của bất lão sơn pháp lực vô song sớm đã gột rửa thân thể vô số lần cứng rắn như kim cương ta ho ra máu thân thể rách toác đúng là kỳ tích mà đến nước này mà lão còn tự diễu bản thân mấy chục năm trước lão đã thu thành pháp thể bất lão là một trong tuyệt học trí cao trong tộc không nói những pháp môn khác chỉ riêng dùng thân thể cũng đủ đấu đá tứ tung với cảnh giới tôn giả khác rồi. Thạch hạo lạnh lùng, một bước bước ra là trăm nghìn trường. Một chân quét tới cứ như là dao long vẫy đuôi khiến cho cả hư không cũng phải vặn vẹo. Một cước này nhằm trúng ngay ngực của tần trảm. Cứ như là một thanh chiến mâu lần nữa đánh văng lão lên vách đá chân của thạch hạo căng ra tới mức thẳng tắp. Tiếp tục nào, xem thử ngươi có thể nghiền nát được ta hay không, ở ngoài sơn cốc đó chính là nơi ta đá cái tên cụt tay cụt chân tới mức nôn mửa ra máu, bị thương rất nặng. Tần chạm cười to, người đầy máu trông rất hung tợn. Ẩm, thạch hảo không nói lời nào. Một quyền nện xuống kéo theo là một chàng vực cực kỳ mạnh mẽ ịn hẳn lên cầm lão âm thanh răng rắc của xương gãy vang lên, mười mấy cái răng từ từ rơi ra ngoài. Đòn đánh này, đủ nghiền nát người khác thành thịt vụn, thân thể nổ tung, nhưng tần chạm lại còn sống, vẫn lạnh lẽo cười to như trước phía sau tần hạo một thân thần y trắng bạc tóc đen bay lượn con mắt lấp lánh có thần lần nữa giơ thanh ngân mâu trong tay chỉ thẳng sau lưng thạch hạo chiến ý tuôn trao sắc mặt thạch hạo lạnh lùng chẳng thèm quay đầu lại cảm nhận được luống sát ý mạnh mẽ và sắc nhọn khóa chặt lấy mình phù văn toàn thân nó lưu truyền cứ như hỏa diễm nhảy múa hai ông lão lắc đầu một trong hai người kéo tần hạo lại không cho y làm nên điều gì dại dột đồng thời ấn mạnh thanh chiến mâu trong tay y xuống mà tên kia khẽ nói, tần chạm vì tu hành nên hóa điên, cháu không nên can thiệp làm gì. Hạ tần hạo kinh ngạc lộ vẻ nghi ngờ. Đây là bất lão sơn, lẽ nào chúng ta có thể nhìn hắn chết đi sao, tần chạm đã nhập ma, vì con đường mạnh mẽ mà hắn điên cuồn đi trên con đường kia. Một ông lão giải thích. Tiểu thạch, người rất mạnh, nhưng đã tính sai, không lo cố gắng để trở thành thiếu niên hoàng đế mà chạy tới tần tộc ta, đây chính là tìm sự sỉ nhục. Người cho rằng đây là nơi nào? thần vương hạ giới còn phải kiêng kỵ đôi ba phần thái cổ chim thần dù đến cũng phải sợ hãi tần chạm phun ra vài cái răng dính máu vẫn rất kiêng cường như trước cười lạnh nói muốn báo thù cho ông nội ngươi thì cứ việc tìm ta nếu không thể nào cũng bị người khác đánh cho ói máu đi theo gót chân của ông nội ngươi mà thôi ở đây các ngươi chẳng là gì cả ông nội chính là vầy ngược của thạch hạo tất cả hành động của người đều vì nó mất đi một tay cũng vì nó Thạch Hảo không thể nào chấp nhận được người khác xỉ nhục đại ma thần thập ngũ ra được. Nó không nói lời nào, dồn lực tát thật mạnh khiến cho xương gò má của tần chạm nứt ra. Đầu lâu suýt chút nữa vỡ nát thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, pháp thể bất lão đã thể hiện ra vẻ nghịch thiên của mình chịu công kích như thế nhưng vẫn không chết. Đương nhiên, việc này cũng do một phần sức lực sau này thạch hạo dồn vào. Nó vẫn chưa muốn tần chạm chết, muốn cha rõ ông nội ở nơi đâu nên cần phải giữ lại cái mạng của lão. Tiếp tục nào, cứ nhằm thân thể ta đi, có thể đập nát ta sao? Để ta xem sức mạnh chân chính của tên nhóc hỉ mũi chưa sạch nhà ngươi nào, đừng nhẹ tay thế chứ. Tần chạm nhếch miệng cười to, máu không ngừng nhỏ xuống đất. Đồng thời vào lúc này toàn thân lão phát sáng, hàng loạt ký hiệu xuất hiện dày đặc đó chính là từng tòa trận pháp được khắc họa trong máu thịt hình thành nên một thông đạo thần lực thần bí bắt đầu tuần hoàn nhằm phóng thích pháp lực. ông rất muốn bị ngược đãi sao? thạch hạo lên tiếng lần nữa nhấc ông ta lên, vùng quyền đấm ra một đấm khiến lão bắn ngược về sau. răng rác, xương ngực của tần chạm nổ tung bảy tám cái, máu tê ròng ròng thế nhưng ánh sáng của thân thể càng tăng mạnh hơn. pháp thể bất lão đủ nghiền ép tất cả là sự biểu hiện của pháp lực được ngưng tụ và chui luyện thân thể tới mức tận cùng được xưng là pháp thể bất lão dù là người sau này có chết đi thì cũng không hề tổn hại thứ pháp thể này có thể sánh ngang với kim cương bất hoại thân của tây phương giáo đẩy thân thể về phía cực hạn được xưng là bất diệt trường tồn cùng với thời gian mà lúc tần chạm tung hoành thiên hạ dựa vào loại bảo thân như thế này nên đánh đâu thắng đó cũng không biết chiến bại bao nhiêu cường địch ở cảnh giới tôn giả hiếm có đối thủ hiện tại cũng bởi vì như thế cho nên mới có thể chịu đựng được những loạt công kích vừa nãy của Thạch Hảo trước sau vẫn không hề chết cũng chẳng hề tan xương nát thịt chết đi. Tiếp nào, ta đánh ông nội của ngươi, khiến hắn liên tục phun máu. Tần chạm điên cuồng hét lớn, mặt mày dữ tợn, mà lúc này nơi xương ngực vỡ nát của lão bắt đầu phát sáng. Từ trong cốt tủy phóng thích ra thần năng hóa thành chùm sáng bao phủ lấy thân thể lão. Ẩm thạch hạo đấm ra một quyền xuyên thủng màn ánh sáng đó lần nữa đánh nát rất nhiều khung xương của lão không ít xương nổ tung xem ra khó mà tái tạo lại quyền lực như thế có thể nói là vô địch ở cảnh giới này bởi vì người khác cơ bản không thể nào dễ dàng nghiền ép pháp thể bất lão như vậy được không cách nào có thể đánh nát những khúc xương cứng rắn như thế ha ha ta chính là bất tử người có gan thì tiếp tục đi nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu thần của tần tộc gia muốn xuất quan rồi tần chạm nhập ma con người vô cùng kỳ dị tóc bạc trắng dính đầy máu điên cuồng và đáng sợ vậy thì thành toàn cho ông lời nói của thạch hạo trở nên lạnh lẽo nắm đấm phát sáng triển khai pháp môn côn bằng lần này nó không có dùng đến sức mạnh mạnh mẽ nhất chỉ là đập một phát khiến cho các khớp xương trong cơ thể tần chạm nổ lốp bốt nhưng mà việc này càng khiến tần chạm thêm quái dị hơn sau khi xương cả người nứt ra thì từ trong cốt tùy chảy ra màn ánh sáng năm màu hình thành nên một tầng ánh sáng bao phủ lấy lão cuối cùng hình thành nên huyết dịch thần thánh quấn chặt lấy lão ở bên trong áo nghĩa bất diệt lưu chuyển những phù văn không ngừng hiện lên bên trong thánh quang năm màu này khí thế mạnh mẽ khiến người khác run rẩy nhóc con vắt mũi chưa sạch kia nhanh tiếp tục nào tần chạm kêu to ông ta đang lợi dụng sức mạnh cực lớn từ bên ngoài để đánh nát giam cầm thân thể nhờ đó đột phá bước ra một bước mang tính then chốt kia xa xa tần hạo lộ vẻ thích thú không chỉ là dừng lại ở đấy đâu nếu như thành công thì sẽ cướp lấy thần thông của hắn nữa ở bên cạnh một ông lão mở miệng ánh mắt nóng rực còn có vẻ chờ mong Thạch Hạo cảm giác được đối phương đang mượn nó để rèn luyện, mà lúc này là lúc mấu chốt, nếu như nó ra quyền thì huyết thanh đặc sệt kia rất có thể sẽ hấp thu tất cả. Xương cốt của tần chạm đều nát tan, thần tùy phát sáng, tái tạo sinh cơ, pháp lực cuồn cuộn bao lấy lão, đây là một cách thức lột xác giống như là niết bàn vậy. Kết thúc thôi, để cho ông thấy hy vọng thế nhưng không thể bước lên được bước kia và không thể trộm lấy bảo thuật của ta đâu. Thạch hạo lạnh lùng và vô tình truyền âm, thời khắc này một con côn bằng bé nhỏ từ trong lòng bàn tay nó chui ra, sau đó chui vào trong huyết thanh thần thánh kia, xuyên thủng màn ánh sáng đang bọc chặt lấy tần chạm, cưỡng ép phá tan kén lớn này, huyết thanh này điên cuồng phun trào như muốn khắc họa hết toàn bộ phù văn của thạch hảo, từ từ thu lấy bí mật của pháp môn côn bằng. đây chính là một loại bí thật đáng sợ, giữa sinh tử sẽ thực hiện đại siêu thoát nhưng mà thạch hạo là người tài giỏi không chỉ hiểu rõ nội tình mà còn có năng lực phá giải sẽ không bao giờ cho đối phương có cơ hội dò xét bảo thuật của bản thân hỏng rồi không có đoạt được bảo thuật tần trạm thất bại rồi hai ông lão đứng bên cạnh tần hạo biến sắc nhanh chóng lao về trước tần tộc có một phần cổ pháp chấn giáo được gọi là tinh túy niết bàn chính là pháp quyết vô thượng hiển nhiên tần trạm đã tu luyện thành công lão vẫn không ngừng tích lũy chờ mong bước tới được bước kia mà giờ lại có cơ duyên cực lớn ngay trước mặt muốn trong quá trình này niết bàn trộm lấy đại pháp của thạch hảo đặc biệt là bảo thuật côn bằng cho nên mới thể hiện ra vẻ điên cuồng và tà dị kia loại pháp môn niết bàn này mạnh mẽ và thần bí trong quá trình tiến hành không chỉ có thể gột rửa bản thân mà còn có thể ghi nhớ sắp xếp các loại pháp và đạo của ngoại giới thạch hảo công kích như thế tất cả đều được im lại trong huyết thanh thần thánh kia cuối cùng sẽ bị tần chạm đoạt lấy Đáng tiếc dù tính toán có tốt đến mấy, chờ mong cũng rất lớn. Thế nhưng tóm lại tần chạm cũng không thể nào tọa nguyện được. Thạch hạo tay trái thi triển pháp môn côn bằng tới cực điểm, còn tay phải xuất hiện một cây cỏ kiếm ý ép trời, khiến nơi đây nổ tung. Người, tần chạm hoảng sợ, có chút hợ hãi. Bởi vì, lão phát hiện trong cơ thể mình có rất nhiều nguồn sức mạnh sớm đã tích lũy vào trong máu thịt thế nhưng giờ khác này toàn bộ nổ tung. Máu thịt không ngừng phá nát thân thể đang giải thể, hơn trăm tòa trận pháp được khắc vào cơ thể đang từ từ lu mờ, nhanh chóng tàn lụi. Không, đây chính là đạo hạnh của lão, là biểu hiện của sự thành tựu kết quả lại bị người tiêu diệt. Khóe miệng của Thạch Hạo nở nụ cười, trước kia tuy không biết đối phương mưu mô đoạt lấy bảo thuật của mình, thế nhưng nó lại biết người này điên cuồng như thế khẳng định có mục đích sau đó thì nhìn ra được muốn mượn tay mình để niết bàn cho nên mới lưu lại rất nhiều sức mạnh bí ẩn trong người lão nhưng không có bộc phát ra như ông mong muốn thạch hảo khẽ nói âm thanh này lọt vào trong tay tần trạm tràn ngập châm biếm còn là cây nhiệt thân thể tàn phế của lão đầy lạnh lẽo tràn ngập vẻ không cam còn có sợ hãi vô cùng lớn quả nhiên đúng như tiểu thạch từng nói, đối phương sẽ để cho lão thấy hy vọng thế nhưng không thể bước tới được bước kia, càng không chiếm được bảo thuật của đối phương. Tầm chạm hối hận, lần này quá bất cần, thà cứ đột phá như thế đi thì tốt rồi, đằng này lại mưu toan chiếm đoạt bảo thuật của thạch hảo. Kết quả lại thảm hại như vậy. Ô trong lòng thạch hạo chợt động lúc làm nổ các sức mạnh bí ẩn trong người lão. Khi hai tay thăm dò huyết thanh thần thánh kia thì tựa như cảm ngộ được các ký hiệu lấp lánh khắp nơi kia đây là thứ gì nó nhanh chóng thu gom bao phủ toàn bộ bảo dịch này đó chính là pháp lực chảy ra từ cốt tủy của đối phương thần thánh hoàn mỹ có ẩn chứa một phần bí pháp rất nhanh nó thay đổi sắc mặt đây là một phần cổ thuật tên là pháp môn ngũ hành niết bàn lại là đại pháp trấn giáo của tần tộc chính là một trong những truyền thừa mạnh nhất của bất lão sơn loại thần thông này người bình thường không thể tu luyện được chỉ vì tần chạm quá xuất sắc tuy rằng hơi nhập ma thế nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ trong cuộc chiến cung cấp thì khó tìm được vài đối thủ trong lòng thạch hạo chấn động không thôi nó gặp được pháp môn côn bằng cũng học qua pháp môn toan nghê cũng tu hành qua kiếm ý của một cây cỏ kiếm thức tự nhiên phi phàm giờ khắc này đoạt được bí thuật này nên hiểu rõ sự lợi hại của pháp môn này hẳn là do thiên tôn của bất lão sơn lưu lại pháp môn niết bàn này có thể giải quyết vấn đề lớn của nó thế giới này có khuyết đại đạo không trọn vẹn, tương lai nó chắc chắn phải đối diện nên cần phải siêu thoát và gột rửa lần nữa. Pháp môn này rất thích hợp với nó. Chỉ cần lựa chọn một cơ hội thích hợp bắt đầu siêu thoát có thể khiến nó càng thêm mạnh mẽ, niết bàn tái sinh. Phương xa, hai ông lão kia sớm đã ra tay thế nhưng không thể nào đuổi kịp tốc độ của Thạch Hảo, nó nhấc tần chạm vọt vào trong sơn cốc từ từ thu lấy phủ văn từ từ đạt được bản hoàn chỉnh ngoại trừ niết bàn còn có những pháp môn khác nữa rất có lợi có việc tu hành sau này thạch hạo giật mình đạt được càng nhiều thì nó càng vui mừng trong sơn cốc vô cùng an lành hiu chín màu chạy nhảy khổng tước năm màu bay lượn đây chính là một thần thổ chân chính bên trên thác nước buông xuống trắng xóa giữa không trung mà nơi sâu trong tịnh thổ là hàng loạt phong cảnh tuyệt đẹp tựa như thần giới khí tức thần linh tràn ngập trong cốc chia làm mấy khu vực lớn trong đó có một khu cảnh vật rất quen thuộc khiến Thạch Hạo chấn động trong lòng, rất giống với một sân nhỏ mà nó từng sinh hoạt qua trong võ vương phủ. Đột nhiên, nó nhìn thấy hai bóng người rất quen thuộc trong khu vực này. Trong giây lát ấy, tâm tư của Thạch Hạo chuyển động không ngừng, một dòng nước nóng sông thẳng lên đầu khiến hai mắt như mờ đi, giọng nói của nó run rẩy ẩn chưa tính cảm, lầm bẩm nói, ba. Mẹ! Thạch Hạo sách tần chạm nhanh chóng nhằm thẳng khu vực trước mắt trên mặt nó có thể thấy được vẻ hoang mang bóng người kia từng xuất hiện trong giấc mơ của nó trên thực tế vô cùng tiếc nuối ba mẹ đối với người khác thì vô cùng thân thiết luôn luôn bên cạnh chăm sóc từ nhỏ nhưng với nó lại là một loại khát vọng từ nhỏ đến lớn không hề cảm nhận qua tiểu thạch kinh diễm quật khởi trong man hoang dựa vào bản thân tự mình rời đại sơn đặt lấy uy danh hiền hách bể nghĩa quần hùng chưa từng nhờ tới sự giúp đỡ của ba mẹ thế nhưng vẫn có thể ngạo thị đương đại nhưng nó vẫn luôn luôn nhớ mãi tiếc nuối trong lòng giờ cuối cùng cũng gặp lại nỗi nhớ thương trong lòng cần được bù đắp vô cùng khao khát tình thân mặt đất chiếu lên những luồng sáng ký hiệu lấp lánh tỏa ra khí thức thần linh thạch hạo thất kinh đây là một trận pháp thông thiên khóa chặt các nơi trong sơn cốc ba thạch hạo hô to mẹ nó tiếp tục gào thét những lời này đều phát ra từ tận đáy lòng, tuy qua đi rất nhiều năm rồi nhưng trong lòng không hề ruồng bỏ, cũng không thấy xa lạ gì. Hai hình bóng kia lưu lại ấn tượng quá sâu sắc trong trí nhớ nó. Âm thanh phản hồi lại trong cốc rất lớn, cứ như là sấm nổ vang rền, thế nhưng hai bóng người kia chẳng hề đáp trả. Là sức mạnh của trận pháp, nó ngắn cách tất cả mọi thứ với nơi đó, đại ca có thể thấy thế nhưng người bên trong không thể thấy được. Đả thần thạch bên trên sợi tóc của nó lên tiếng mày có thể phá trận không thạch hạo hỏi sự gấp gáp trong nội tâm càng mạnh hơn hận không thể lập tức xông vào để gặp hai người đây là trận pháp thần linh độ khó cực lớn cần phải có thời gian nên biết rằng muốn phá giải thứ trận pháp như thế này chỉ cần mỗi kỹ xảo cũng chưa đủ mà còn cần phải có thực lực tương xứng đả thần thạch nói phía sau hai ông lão áp sát ai cũng đều ra tay rất quyết đoán bởi vì tần chạm bị thạch hạo sách nơi tay nên lúc nào cũng có thể mất mạng đồng thời bọn họ cũng nhìn ra được những ký hiệu lấp lánh trong huyết thanh thần thánh ấy đã bị tiểu thạch cướp lấy và đạt được bí pháp niết bàn gần như hoàn toàn đầy đủ mà chuyện này không thể truyền ra ngoài được nên biết dù là hai người bọn họ cũng chỉ đạt được bản không trọn vẹn loại đại pháp chấn giáo này cũng chỉ có số ít người mới có thể tu hành là bí mật bất truyền một con chư kiền mạnh mẽ và hung ác hiền hóa ra ngoài tấn công về phía thạch hảo đây là do bảo thuật diễn biến mà thành mà tên còn lại thì cả người bắt đầu thiêu đốt nhanh chóng hiện ra hơn 100 tòa trận pháp trong cơ thể xung quanh người, cứ như xuất hiện một vùng sao lớn, mênh mông cuồn cuộn. Sáng rực và chói mắt, cũng trong lúc này tần hạo đánh tới, giơ tay nhấc chân đều là đạo pháp tự nhiên, ngân mâu trong tay vang lên những tiếng vù vù. Hóa thánh một luồng ánh bạc lấp lánh bay vụt tới, xòe. Lồng chim đỏ đậm bay lượn, một con chu tước bay lượn trên trời trao, sung thạch hạo dâng lên ánh đỏ, nó triển khai bốn kích chu tước thái cổ tuy khi nhìn thấy ba mẹ tâm tình biến chuyển thế nhưng nó là người biết khống chế tình cảm của mình nó biết trong sơn cốc này cực kỳ nguy hiểm đối đầu với kẻ địch mạnh thì không được sơ sẩy sóng nhiệt nóng rực lan tỏa cứ như là dung nham màu đỏ cuộn trào theo chu tước trên trời cao hai ông lão thất kinh bảo thuật của hai người sung kích thế nhưng đều bị ngăn cản lại khó có thể đột phá lại gần cũng trong lúc đó một thanh pháp kiếm thần linh vàng óng xuất hiện ở trong tay thạch hạo nhanh chóng vung về trước vang lên những tiếng vù vù. Ngân mâu trong tay tần hạo chấn động, lưỡi mâu bị chém trúng, ánh bạc tung tóe, hoa lửa tứ tán, thần âm len keng không dứt bên tai. Hai ông lão kinh ngạc rồi đồng loạt ra tay, đồng thời nắm chặt lấy chiến mâu màu bạc ra sức khống chế, nó cứ như là một con chân long màu bạc đang ngẩng cao đầu. Ngầm vang chín tầng trời. Thạch Hạo chẳng hề lo sợ, pháp kiếm màu vàng trong tay lại chém tới kim quang sáng rực dường như muốn cắt rời hư không. Hóa thành một luồng thần mang vĩnh hằng chấn áp thiên địa. Chiến mâu màu bạc sông lên đón đỡ, hai bên va chạm với nhau. Ẩm, vô số thần năng nổ tung cứ như là đại dương vỡ đập đủ để quét ngang vô số quần sơn, có thể hủy diệt cả một vùng núi, dây chính là thần uy bất diệt. Thạch Hạo đứng tại chỗ tay áo phấp phơ, sợ tóc phấp phới, bản thân vẫn chưa hề nhúc nhích đối diện cả ba người cùng rút lui ai nấy cũng đều giật mình thần uy của pháp kiếm màu vàng kia kinh người khiến người khác hoảng sợ không sao pháp kiếm đó là thần khí trấn quốc của thạch tộc cũng không phải thực lực của bản thân nó là vô địch thiên hạ một ông lão giải thích cho thiếu niên đứng bên cạnh cháu còn nhỏ tuổi khí huyết còn lâu mới mạnh như nó đạo hành cần phải tích tụy theo thời gian sớm muộn gì cũng vô địch thiên hạ thôi một ông lão khác cũng an ủi nhưng nét mặt già nua của hai người đều đỏ rực tần hạo địch không lại thì không nói làm gì dù sao tuổi còn nhỏ thế nhưng hai người bọn họ tuổi lại rất lớn cũng bị đẩy lui đây quả thật tài không bằng người lúc này trong sơn cốc hiện lên từng vùng ánh sáng kinh khủng và chói mắt mạnh mẽ và hào hùng cứ như có một mặt trời lớn sắp sửa bay lên nơi đây tràn ngập khí tức thần linh đại nhân muốn tỉnh rồi một ông lão vui mừng tràn ngập vẻ kính nể cốc thần, tự nhiên có thần linh dừng chân, đây cũng không phải là điều bí mật gì cả, nơi đây chính là nơi bế quan của lão tổ bất lão sơn. Được xưng là nguồn gốc của gia tộc, một tiếng thở dài truyền ra, rõ ràng rất nhẹ nhưng lại cứ như là một dòng lũ lớn sông thẳng hướng trời cao. Khiến người khác cảm thấy chấn động cực lớn, đây là thần thổ trong tộc yên vui và an lành, làm sao có thể động đao binh chứ, còn ra thể thống gì. Thanh âm này rất nhẹ, mang theo vẻ lôi cuốn tuy không giận nhưng vẫn khiến thần hồn người khác rung động đây là thần sao trong lòng thạch hạo chấn động đây là lần đầu tiên nó gặp phải nhưng mà nó cũng chẳng hề e ngại nó tới là để tìm ba mẹ mình nhất định phải gặp cho bằng được hơn nữa lúc này nó cũng không có dừng lại động tác sách tần chạm nơi tay tay trái vẫn tiến hành việc rút lấy các ký hiệu cuối cùng trong huyết thanh thần thánh đó đây chính là cổ pháp niết bàn là tuyệt học cấm kỵ của nhất mạch bất lão sơn không cần nói ở hạ giới dù là thượng giới cũng là bí thiên vô giá có mấy ai đoạt được bản pháp quyết này chỉ vài người có tiền lực cực lớn mới nhận được bản hoàn thiện thạch hạo may mắn đoạt được thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua dù là bên cạnh có thần linh thì nó vẫn cứ động thủ thu được dấu ấn bản nguyên này cuối cùng tiếng kêu khẽ vang lên hàng loạt ký hiệu xuất hiện khắc vào trong hư không, đó chính là pháp môn mà Thạch Hạo rút lấy hóa thành một tác phẩm đại đạo. Nó đã hoàn thành, đạt được thiên hoàn thiện, bởi vì tần chạm niết bàn. Vận chuyển phương pháp này nên đã bị ghi lại trong huyết thanh thần thanh đó, không hề thiếu sót phần nào, sau đó bị Thạch Hạo chấn áp nên một chữ cũng không mất. Toàn bộ bị tinh luyện, leng keng leng keng âm thanh chấn động tám hướng, bản pháp quyết này cũng không quá dài in hẳn ở trong hư không, hóa thành một tờ càn khôn, mỗi một chữ đều tỏa ra hào quang. Đạo phù cứ như được đúc từ kim loại vậy. Thứ này chân thật tới mức có thể thấy được cứ như một tờ giấy vàng óng chảy rộng nơi đó, thần thánh hoàn mỹ, chảy xuôi áo nghĩa đại đạo vô thường. Thạch hạo thán phục quả nhiên không đơn giản dù là hai vị tôn giả nơi kia ánh mắt cũng lộ vẻ thèm thuồng, rất muốn tới tìm hiểu thật kỹ, bọn họ cũng chỉ nắm giữ một phần nhỏ, là bản thiếu, kém xa bản này. Đáng tiếc, sách quý vừa thành thì chớp mắt biến mất, hóa thành một giải ngân hà tiến vào trong cơ thể thạch hảo, sách quý hiện lên trong đầu nó, từng chữ cứ như châu ngọc. Phát ra tiếng nổ đại đạo vang dền Mắt của thạch hạo sáng rực sau khi sách quý tiến vào trong đầu nó thì khó có thể xóa sạch được. Ngươi thích phương pháp này hả ta có thể truyền cho ngươi. Nếu ngươi đồng ý ta còn có thể chỉ điểm cho ngươi vài loại bảo thuật chấn giáo khác. Sâu trong sơn cốc xương mù màu vàng lưu chuyển nơi đó rực rỡ như ánh bình minh. Là khí tức của thần. Thạch hạo đề phòng trong tay nó còn có tần chạm niết bàn thất bại. Chỉ có đầu lâu vẫn tính là hoàn hảo còn những nơi khác đều đã nát bấy. Không thể nào tái sinh nữa thạch hạo mở ra thập đại động thiên rồi ném thẳng vào trong một động thiên giống như tần pháp giờ lão cũng trở thành tù binh ta muốn gặp ba mẹ của mình xin hãy mở ra trận pháp để ta đi vào thạch hạo nói chắc chắn không vấn đề gì ngươi cũng tới rồi thì còn lo lắng gì nữa thành âm kia từ xa truyền tới mang theo vẻ tang thương của năm tháng khiến người khác vô cùng ấn tượng trong thời gian ngắn khó có thể quên nói xong một đại lộ kim quang xuất hiện từ sâu trong sơn cốc chảy dài ra trong hư không trông cực kỳ thần thánh kèm theo đó là thanh âm đại đạo thạch hạo chấn động nhưng vẫn không do dự nhảy mạnh một cái đạp lên phía trên hướng vào sâu trong sơn cốc khi nhìn thấy thạch hạo bước lên đại lộ kim quang đó hai ông lão vô cùng ao ước bọn họ chưa từng trải qua tình cảnh như thế bao giờ nghe nói đó chính là sự ngưng tụ của pháp lực thần linh ẩn chứa chân nghĩa đại đạo đi ở phía trên rất dễ để tỉnh ngộ Thạch Hạo bước lên con đường này, cũng không nhìn thấy thứ gì ngoài kim quang vĩnh hằng kéo thẳng tới phần cuối thiên địa, nó từ từ bước đi, chẳng hề e ngại. Cuối cùng, ánh sáng thu lại. Đã tới phần cuối của con đường màu vàng này, nó đạp lên mặt đất nơi đây xanh biếc và yên tĩnh, hào quang thánh khiết mông lung, linh tuyền ào ao. Hàng loạt bảo dược sinh trưởng khắp nơi. Ở trước đó có một cây cổ thụ ẩn chứa loại đại đạo khó tả, hào quang chiếu rọi khắp nơi những chiếc lá trong suốt óng ánh cứ như rồng cuộn trên thân cây còn có những cánh hoa đang rơi tà tà xuống lấp lánh long lanh ở phía dưới gốc cây có một người mặc chiến y hoàng kim ngồi xếp bằng nơi đó cặp mắt khép hờ siêu thoát trên đời y ngồi yên những cánh hoa rơi xuống trong suốt cứ như mưa ánh sáng phủ kín khắp nơi khiến y càng thêm xuất thế mời ngồi lời nói rất ôn hòa rất đơn giản y vẫn không có mở mắt thạch hạo ngồi ở cách đó không xa đầy đất là màu xanh ngát những linh dược được trồng gần đó tỏa ra hương thơm ngát thấm ruột thấm gan chàng trai dưới gốc cây xem chừng chỉ khoảng hai mấy tuổi vô cùng trẻ âm thanh mang theo vẻ lôi cuốn đặc biệt tuy là chàng trai nhưng lại xinh đẹp tới kỳ lạ người này chính là thần sao quá siêu phàm thạch hạo lẳng lặng ngồi nhìn chẳng hề giống như trong tưởng tượng của mình bề ngoài không ngờ lại trẻ như thế người có nguyện bái ta làm thấy âm thanh rất nhẹ nhàng nhưng lại rất lôi cuốn trên người y mặc chiến y màu vàng ngồi xếp bằng dưới gốc cổ thụ cực kỳ xinh đẹp cặp mắt nhắm nghiền một bên khác trong sơn cốc trong tịnh thổ bị trận pháp ngăn cách có một kiến trúc vô cùng khác biệt nhìn giống như là một góc nhỏ của võ vương phủ rất giống nơi sinh của thạch hảo một người đàn ông ngồi xếp bằng trong rừng trúc trên người lưu truyền đạo vận y nhắm chặt hai mắt cứ như siêu thoát vật ngoại yên tĩnh bất động đột nhiên y mở mắt ra đứng thẳng dậy nói hạo nhi ta làm sao thế này vì sao có cảm giác nó tới rồi một cô gái xinh đẹp cũng ngảng đầu theo nói hạo nhi thường xuyên ra vào trong cốc nó đến thì cũng bình thường chứ sao không là hạo nhi ở thạch quốc của chúng ta ấy nó thật sự tới rồi cách chúng ta rất gần hai mắt của người đàn ông này bắn ra hai luồng thần điện thân thể không ngừng run nhẹ hạo nhi thành âm cô gái kia run lên, tận sâu trong lòng xuất hiện cảm giác khiến cho đôi mắt đẹp ấy mở to, run rẩy nói, nó ở. Trong cốc rất gần rất gần, cổ thụ cao to, cành cây như rồng già, lá cây óng ánh, lưu truyền đại đạo. Đây là một cây cổ thụ sinh trưởng không biết bao năm tháng. Các đời thần linh đều ngồi xếp bằng bên dưới gốc cây, khiến nó có đạo tắc phức tạp có thể giải thích được đại đạo. Thần linh hoặc là từ trần, hoặc là tiến vào thượng giới thứ duy nhất không biến mất chính là cây cổ thụ này vẫn cắm dễ sống ở nơi đây ta rất muốn gặp ba mẹ mình thạch hạo lên tiếng trong lòng tuy nôn nóng thế nhưng không có thể hiện ra ngoài cũng không có gấp gáp đứng dậy chỉ bình tĩnh lên tiếng ở đây nó cảm nhận được một loại đại đạo như trời không có cảm giác như ở vực sâu u tối càng gần với đạo hơn như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm phải ngồi xếp bằng dưới cổ thụ sự sao động trong lòng của nó biến mất lửa hận cũng dập tắt tâm tình dần dần ôn hòa lại cũng bởi vì nhận được sự ảnh hưởng của cây cổ thụ và vị thần này. Dưới cây cổ thụ, vị thần linh ngồi xếp bằng, rất siêu thoát mặc dù là một chàng trai thế nhưng lại xinh đẹp siêu phàm thoát tục như không thuộc về nhân giới, kỳ ảo như tiên. Thạch hạo chưa từng gặp ai như thế cả. Chỉ cần ngồi xếp bằng mà có thể ảnh hưởng tới trời đất khiến nơi ấy trở thành thần thổ cánh hoa óng ánh rơi là tà xuống dưới, người này tựa như vượt qua chúng sinh, không có thần năng vô thượng phô trương, cũng không có uy thế kinh khủng, duy chỉ có một loại chân thật. Phóng thích chân ngã, nhân chi thường tình, tự nhiên có thể gặp. Y vẫn nhắm mắt khẽ mở miệng, hào quang phát ra từ chiến y hoàng kim rất nhẹ nhàng chẳng hề nhiếp người. Mà cả người cứ như ở ngoài trần thế vậy. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, đối phương không ngờ lại đáp ứng, nó cho rằng sẽ gặp phải phiền phức cảm thấy người của Bất Lão Sơn sẽ ngăn cản, không cho nó gặp ba mẹ mình. Vậy xin hãy mở trận pháp. Thạch Hạo mở miệng, ta không đồng ý. Đúng lúc này, một âm thanh cực lớn truyền tới, cứ như chuông lớn ngân vang vậy, nổ vang nơi xa xôi chấn động cả tòa sơn cốc. Dù thân thể mạnh như Thạch Hạo cũng phải lắc lư tuyệt đối không phải là tôn giả, pháp lực như đại dương ào ạt ập tới, khí thế bể nghệ chúng sinh, cao cao tại thường. Nó không có nhìn thấy là ai thế nhưng biết được tuyệt đối là một nhân vật mạnh mẽ tuyệt đỉnh, hơn nữa cũng chẳng hề có hảo cảm với mình. Tần Vũ, người vẫn ngang ngược như vậy mà. Thần dưới cổ thụ lên tiếng. Năm ngọn núi cùng tồn tại trong bất lão sơn, cứ như năm ngón tay người úp xuống mặt đất trên một ngọn núi trong số đó có một đại điện bằng đồng đã hoen ố thanh âm phản đối được truyền ra từ nơi đây, trong cung điện đồng thau có người mở mắt từ trên bồ đoàn đứng dậy. Toàn thân được bao phủ bởi ánh bạc, còn như là thánh hỏa từ tuyên cổ không ngừng nhảy múa. Tần nhất phàm ta thừa nhận ngươi có tài năng xuất chúng là kỳ tài số một số hai từ trước tới nay của bất lão Sơn. Thế nhưng ngươi đã tiến vào thượng giới, đã rời khỏi bộ tộc vì sao lại can thiệp vào tộc sự trong hạ giới y đầy cánh cửa điện loang lổ dì xét đứng trên ngọn núi dõi mắt nhìn xuống thần cốc. Trong con người huyễn diệt bất định có vạn vật sinh diệt có ngân hà diễn biến vô cùng đáng sợ. Thần cốc bên dưới năm ngọn núi bất lão sơn, mây khói mịt mờ dâng trào, cổ dược san sát còn có một vài thụy thú đặc biệt vô cùng an lành. Nhưng mà, nhìn kỹ thì toàn bộ trong có vẻ hiu quạnh, tràn ngập không khí sơ xác tiêu điều. Trong cốc thạch hảo khiếp sợ âm thanh này cực lớn khấy động lòng người, khiến nó phải sợ hãi. Lời nói đó thật hay không? Nó không khỏi đảo mắt về phía cây cổ thụ bên cạnh người ngồi xếp bằng nơi đó cứ như là một vị thần Phật mỉm cười đưa tay đón lấy những cánh hoa, những cánh hoa long lanh lượn lờ. Không nhiễm chút bụi trần, thần dưới cổ thụ sớm đã tiến vào thượng giới, vậy sao lại xuất hiện ở đây? Ta thần Du Thái hư, ngẫu nhiên gặp chuyện này nên muốn đưa hắn đi thượng giới, làm đệ tử của ta. Thần dưới cổ thụ khẽ nói, chiến y màu vàng trên người tỏa ra hào quang óng ánh có tin đồn tình cảnh của ngươi không ổn, khả năng đã qua đời rồi. Đây cũng chỉ là chấp niệm của ngươi mà thôi, là hình chiếu đến từ thượng giới. Trước đại điện bằng đồng, Tần Vũ đứng thẳng lạnh lùng nói, ngươi không chết, đại kiếp nạn tới nên chắc mượn đường để tới đây, muốn tìm cơ duyên à? Tần Vũ tiếp tục lên tiếng, Thạch Hạo dùng mình, hôm nay diễn ra quá nhiều chuyện quái lạ, trước kia khi vừa tiếp xúc với thần, đó cũng không phải là chân thân, mà lại càng đến từ thượng giới có chút phiền phức rồi xem ra ta không thể mang ngươi đi được rồi dưới cây cổ thụ bóng người ngồi xếp bằng ấy mở mắt cánh hoa bay tà tà xuống dưới mỗi một cánh như lộ ra hình dáng của y đây là tình cảnh thần dị và xinh đẹp toàn bộ bên trên cánh hoa đều phản chiếu vị thần mặc chiến y màu vàng này siêu nhiên và mạnh mẽ lưu động hào quang óng ánh vùng hư không này đang run rẩy kèm theo là tiếng nổ đại đạo vang rền rốt cuộc y cũng ra tay, một bức tranh hoàng kim xuất hiện muốn cuốn lấy Thạch Hạo mang nó rời đi sơn cốc này. Bất luận thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể mang nó đi được. Để ta xem thử, đến tột cùng là chấp niệm của ngươi dưới hạ giới, hay là hình chiếu đến từ thượng giới đây. Trên Bất Lão Sơn, trước điện bằng đồng, Tần Vũ ầm ầm bước ra. Trong nháy mắt thiên điện biến sắc, sấm vang rung trời. Trước điện bằng đồng có một tế đàn vô cùng đặc biệt cũng được đúc từ đồng, bên trên có một vài vết máu phát sáng. Hiển nhiên trước đây không lâu đã hiến tế lưu lại. Giờ phút này, tần vũ xuất thủ che lại tế đàn bằng đồng kia. Ở một tiếng, thiên địa này tựa như bị ngăn cách. Vốn thạch hảo cũng đã rút ra pháp kiếm, muốn chống lại bức tranh hoàng kim kia. Thế nhưng sau khi tế đàn của bất lão sơn đóng lại thì tần nhất phàm cùng với bức tranh này đều mờ đi quả nhiên là hình chiếu thượng giới. Tần Vũ nói, gã đóng trận pháp bằng đồng đó lại. Lập tức ngăn cách với thượng giới khiến cho hình chiếu của tần nhất phàm nhanh chóng lu mờ, khó có thể hành động được gì. Vừa mới rời khỏi tộc vì sao lại xuất hiện. Tần vũ quát lớn, thạch hảo không thể không thán phục thần bên dưới gốc cổ thụ siêu phàm thoát tục không ngờ lại có bản lĩnh bực này. Tuy rằng mượn tế đàn trong tộc thế nhưng cũng nói lên được sự kinh diễm của y cách một giới lại có thể hiện ra hình chiếu của mình vù đột nhiên hư không run lên bức tranh hoàng kim đã lờ mờ kia lại xuất hiện đột nhiên vọt nhanh tới bao lấy thạch hạo muốn đưa nó rời khỏi nơi đây xòe thạch hạo ra tay tự nhiên sẽ không để người khác mang đi dễ dàng như thế nó có lựa chọn riêng của mình nó muốn gặp lại ba mẹ pháp kiếm chấn quốc vô cùng sắc bén thân kiếm vàng óng dâng lên hào quang như muốn cắt đứt cả hư không rồi đánh mạnh lên bức tranh hoàng kim ngăn cản vật này cuộn lấy mình nhưng mà bức tranh này lại rất kỳ lại cứ như là một thế giới hư vô, pháp kiếm có chém thế nào đi nữa cũng không sao chạm chúng được. Cứ như đang đánh vào không khí vậy. Ẩm, Thạch Hạo quyết đoán lấy ra nhân hoàng ấn, long khí hoàng đạo đầy trời, bầu trời run rẩy cả sơn cốc rung lên như muốn nứt toác ra. Uy lực vượt quá tưởng tượng. Lòng khí hoàng đạo rất đặc biệt hình thành nên một màng ánh sáng bảo vệ lấy thạch hạo khiến cho nó không hề trụy kiếp thiên địa chính quả quả nhiên có sức mạnh kỳ lạ. Đáng tiếc hình chiếu của ta đã ảm đạm quá rồi. Thần dưới gốc cổ thụ thầm than y chính là một trong những kỳ tài mạnh nhất từ trước tới nay của bất lão Sơn. Thời khắc này y đứng dậy. Xài bước về phía thạch hào. Tần nhất giam, ngươi dám làm loạn bất lão Sơn ta à lớn mật. Trên ngọn núi tần vũ hét lớn, một chỉ điểm ra ánh bạc như giải lụa ập thẳng vào trong sơn cốc. Nhưng mà bóng người trong cốc đầy siêu phàm kia nhẹ nhàng vạch một cái, ánh bạc nổ tung, tán loạn trong hư không, không mang tới bất kỳ tác dụng nào. Tần Vũ tuy ta chỉ là hình chiếu. Hơn nữa đã ảm đạm đi nhiều, nhưng không phải người chưa bước tới bước kia như ngươi có khả năng chống lại. Tần Nhất Phàm nói, chiến y màu vàng lóe lên. Hư thể đã ảm đi nhiều của y cô động lại được hai phần, rồi cất bước về phía thạch hảo, nói có nguyện ý bái ta làm thầy, sẽ dẫn ngươi đi thượng giới. Không muốn thạch hạo đáp lại bất lão sơn không người nào có thể khinh nhờn dù ngươi từng là con cháu họ tần dù là kỳ tài mạnh nhất nếu làm trái cũng phải bị tiêu diệt tần vũ hét lớn cả người gã phát sáng vù một tiếng gần như là thiêu đốt sau đó lùi lại tiến vào trong điện bằng đồng không biết đang mở ra trận pháp gì lập tức toàn bộ cổ địa tràn ngập khí tức đáng sợ tần nhất phàm chấn động dù y có thiên tư ngút trời thì trong lòng cũng chấn động xoẹt Bất lão sơn to lớn phát sáng, trong đó có một ngọn núi buông xuống hào quang rực rỡ rồi bay vào trong thần cốc khiến cho Tần Nhất Phàm nhanh chóng rút lui, cả người hừng hực ánh vàng. Chiến y tiêu đốt, người chưa bước tới một bước kia, nhưng lại nhận được sự tán thành của Ngũ Hành Sơn, chẳng trách nơi đây không có người mạnh hơn tới bảo vệ. Tần Nhất Phàm như gặp phải đại địch, đại kiếp nạn qua đi, may mắn giờ bắt đầu tới với ta." Tần Vũ nói sau đó miệng gã tụng thần chú thần kính quỳ gối tế bái trong cung điện bất lão sơn phát sáng một ngọn núi trong đó sáng rực hào quang buông xuống càng mãnh liệt hơn ánh mắt của tần nhất phàm trở nên sâu lắng hơn sau đó ống tay áo màu vàng vung mạnh thu lại bức tranh hoàng kim kia không mang thạch hạo đi nữa mà dùng bức tranh này quấn lấy bản thân mình tuy chỉ là hình chiếu thế nhưng không khuất phục chết ở nơi đây xoẹt kim quang lóe lên mưa hoa bay tán loạn y tiến vào hư không cứ thế biến mất không chút tung tích. Tần Vũ không dám khinh thường nên tiếp tục tế bái, một ngọn núi thuộc ngũ hành sơn sáng lên, gột rửa khắp nơi, trận pháp cũng được mở ra rất nhiều. Sau khi chắc chắn y đã rời đi thì mời dần dần trở lại như ban đầu. Ánh sáng màu bạc lấp lánh, Tần Vũ dáng lâm trong cốc nhìn Thạch Hảo, gật đầu nói, quả nhiên gân cốt bất phàm. Xưa nay hiếm thấy, Thạch Hảo không nói gì, bình tĩnh nhìn gã. Người có nguyện ở lại Tần tộc ta? Tần Vũ hỏi, không muốn, vẫn câu trả lời như thế, không phá vỡ ý nguyện bản tâm của chính mình. Tiến vào bất lão sơn, ngươi còn có cơ hội lựa chọn nào khác à dù ngươi không tới đây thì đích thân ta cũng tìm ngươi độ hóa. Tần Vũ lạnh lùng nói, pháp chỉ của bất lão sơn mời ta tới đây. Lẽ nào muốn giam cầm ta à thạch hạo hỏi. Người viết pháp chỉ hiện tại không có ở đây, nếu là ta cũng chẳng cần phiền phức như thế. Sắc mặt của Tần Vũ hiện ý lạnh, nói, ngươi giết đệ tử Bất Lão Sơn thì thôi cũng được, nhưng lại giết hai tôn giả, đã bước qua khỏi điểm mấu chốt rồi. Ta muốn gặp ba mẹ mình." Thạch Hạo nói, dù thế nào đi nữa thì nó cũng rất muốn nhìn thấy hai người. "Có thể, hơn nữa còn làm tròn bổn phận của mình, ta sẽ không giết ngươi. Còn cho ngươi một cơ duyên nữa." Tần Vũ vung tay mở ra một lỗ hổng nơi trận pháp rồi truyền tống Thạch Hạo vào trong đây là một tịnh thổ đặc biệt cây cỏ san sát nơi đây tổng cộng có 5 cái hồ chất lỏng óng ánh bên trong. Đây là nơi nào, ba mẹ ta ở đây? Thạch hạo hỏi, người cứ tu hành ở đây trước đã, đây là hồ Niết Bàn, nếu như ngươi đủ kinh diễm thì có thể lột xác ở nơi đây. Tần Vũ nói, năm hồ, không cái nào giống cái nào, phía trước mỗi hồ có dựng một tấm bia cổ, bên trên khắc tên của những cảnh giới khác nhau, chia làm, động thiên, hóa linh, minh văn, liệt trận tương xứng với năm hồ đây chính là trọng địa thật sự của bất lão sơn có thể niết bàn trọng sinh năm hồ niết bàn đại biểu cho năm cảnh giới vừa hay là năm cảnh giới này thạch hạo đã tu luyện qua hiện tại xuất hiện trước mắt là muốn nó niết bàn ư nhưng mà nó cảm thấy đối phương sẽ không đời nào tốt như thế cả bởi vì như nó cũng chẳng có hào cảm gì với bất lão sơn và đối phương cũng như nó mà thôi lão tổ tần vũ ngài làm thế là ý gì vậy Hai ông lão dẫn theo Tần Hạo đứng ở đằng xa, nghi ngờ hỏi. Hạo Nhi, ngươi hãy đi đánh với nó một trận để rèn luyện bản thân. Thể hiện ra thiếu niên trí tôn như thế thì không cần thiết thật sự đang lãng phí. Tần Vũ mở miệng nhìn về thiếu niên xa xa. Tần Hạo gật đầu rồi nhảy lên một cái. Tần Vũ nhấn mạnh ngón tay rồi truyền tống hắn vào trong trận pháp kia. Lão Tổ, Hạo Nhi còn nhỏ một vị tôn giả vội vàng mở miệng lời tiếp theo lão không có nói ra ở độ tuổi này thì tần hạo khẳng định không phải là đối thủ của tiểu thạch các ngươi không biết diệu dụng của hồ niết bàn trên bia đá ghi cảnh giới gì thì tiến vào cảnh giới đó đương nhiên còn có trận pháp khác phụ trợ nữa ví như một chiến trường cổ nào đó tần vũ hờ hững nói lão tổ nhốt nó ở nơi ấy là muốn lợi dụng nó để rèn luyện cho hạo nhi một tôn giả khác kinh ngạc, hơi vẻ thận trọng, lại lên tiếng, nhưng mà tên tiểu thạch là một kẻ khó dạy dỗ. Lão Tổ Tần Tư trước khi lên thiên giới từng nói, nó có một nửa huyết thống của bộ tộc ta, không được bức ép. Ta không có bức ép, chỉ là luận bàn bình thường mà thôi. Còn nữa nó lớn lên ở bên ngoài nên chắc chắn không vừa lòng với tộc ta, cứ bỏ mặc cho nó tự trưởng thành thì rất nguy hiểm. Tần Vũ đáp, hai vị tôn giả biến sắc tiểu thạch ra tay rất quyết đoán một lần giết chết hai vị tôn giả bất lão sơn có thể thấy được nó thật sự bất mãn với việc tần tộc muốn làm chủ hoàng cung thạch quốc hơn nữa nó trời sinh trí tôn nếu chết trẻ thì không nói chỉ khi trưởng trưởng quật khởi trong đại hoang thì khẳng định sẽ rất kinh khủng thành tựu khó có thể tưởng tượng được những việc ta làm đều là vì bất lão sơn cả kế hoạch niết bàn trí tôn nếu cần dùng tới nó thì sẽ đưa tới thượng giới để xử lý nhưng nếu không cần dùng thì nhất định phải nằm trong bàn tay bộ tộc ta, không thể thả ra ngoài." Lời nói của Tần Vũ đầy lạnh lẽo, rất tàn khốc. "Lão tổ ý của ngài là, xử trí nó như thế nào?" Một vị tôn giả bước lên hỏi. "Tương lai ai có thể nói rõ, hiện nay không cần nôn nóng. Cho dù hậu nhân có đánh giá ta như thế nào thì mặc kệ, nhưng một điểm không thể phủ nhận là việc ta làm đều muốn tốt cho Tần tộc." Lời nói của Tần Vũ ngày càng âm trầm. Hai vị tôn giả này giật mình. Bọn họ đều biết vị lão tổ này chẳng phải là người hiền lành gì, một khi đã quyết định chuyện gì thì vô cùng tàn nhẫn vô tình. Trên người nó có pháp môn côn băng, bảo thuật cái thế như thế buộc phải lọt vào tay Tần tộc ta. Lời nói của Tần Vũ như chặt đinh chém sắt, cưỡng ép đoạt lấy, với tính cách kiên cường của nó chắc chắn sẽ tự hủy. Sẽ không bao giờ giao lên. Một vị tôn giả nhắc nhở, tuy tần chạm điên điên khùng khùng nhưng suy nghĩ rất đúng biết bỏ công để thu lấy bảo thuật có cấp độ như thế dựa vào thần thông của ta muốn đoạt lấy cơ hội cao hơn nhiều tần vũ cười gằn hạo nhi vào đó ồ đó là gì thế những linh thể đều xuất hiện đây là chiến trường anh linh tần vũ gật đầu nói ta đã xếp đặt chiến trường anh linh di chuyển một vùng không gian đặc dị khác tới lần này đủ khiến cho hồn phách của tiểu thạch phải rời khỏi thân thể sau đó dùng hồ niết bàn khắc lại pháp môn của nó hạo nhi sẽ không ảnh hưởng gì chứ một vị tôn giả lo lắng sẽ không có chuyện gì đâu hai bọn nó sẽ cách không giao chiến tần vũ đáp trong không gian trận pháp nội tâm của thạch hạo sợ hãi nó cảm thấy từng luồng khí thế lạnh lẽo đang giáng xuống tựa như cánh cửa địa ngục đang mở ra có vô số yêu ma xông tới chuyện gì xảy ra thế này trong lòng nó dùng mình Bên trong vùng không gian này, cây cỏ đều biến mất âm khí khắp nơi, chống chảy vô cùng, hóa thành một chiến trường thượng cổ từng tia linh thể hiện ra. Trong đó, có một vài anh linh mang vương miện trên đầu, đó chính là cường giả trong đám anh linh này, tuy chết nhưng bất diệt chiến ý ngút trời, là kẻ hiếu chiến nhất. Trong không gian này, chỉ có năm hồ niết bàn mới cuồn cuộn dương khí, sóng nhiệt lan tràn, là nơi thích hợp nhất để tu sĩ dừng chân. Bất lão sơn, ta cảnh cáo các ngươi, chớ có chọc ta bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thạch hạo lớn tiếng quát âm thanh vang vọng cả không gian này. Vì tìm ba mẹ mình nên nó cố gắng khiêm nhường, không chỉ tới bất lão sơn, đặt mình vào nguy hiểm. Mà còn lần lượt nhường bước chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ mình. Kết quả, đối phương chẳng chút kiêng rẻ, còn bày xuống chiến trường anh Linh này, đây là muốn bức ép nó đại chiến mà. Lưỡi kiếm muốn sắc bén thì cần phải mài thật kỹ, bất kỳ một tu sĩ nào muốn mạnh mẽ thì đều thể ngộ trong chiến đấu chỉ có như thế mới chân chính niết bàn. Âm thanh của Tần Vũ truyền tới, ý nghĩa rất rõ ràng, muốn nó chiến đấu với anh Linh. Như thế mới có thể tận dụng hết mức lợi ích của năm hồ niết bàn. Xòe, một linh thể trắng noãn đột ngột xuất hiện ở sau lưng Thạch Hạo, trong tay xoay tròn một thanh đao bằng xương trắng. Keng, Thạch Hạo xoay người, một tay bắt ấn tiến lên nghênh tiếp, đồng thời đánh nát đao xương trong tay nó, lòng bàn tay dâng lên lửa chu tước. Biến nó thành đống cho tàn. Gào, một tiếng gào thét chói tay khiến người khác rợn gai óc phát ra cứ như ác quỷ gào khóc toàn bộ chiến trường thượng cổ bắt đầu bạo động. Toàn bộ anh linh đều phát điên. Thời khắc này, dù là mặt đất hay là hư không, hay là trong mây đen đều xuất hiện linh thể, sau đó nhanh chóng tập kết lại. Hóa thành một cơn gió lớn mang theo âm khí ngập trời, điên cuồng tấn công về phía Thạch Hảo. Thạch Hảo chấn động, nhiều anh linh như thế, phải tới mấy vạn, vô cùng vô tận mỗi một anh linh đều rất mạnh, nguy cơ vô cùng lớn. Giết, nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay, bốn kích chu tước xuất thủ, ngọn lửa đỏ rực che ngợp trời cao. Lúc này bao trùm lấy một đám linh thể, lập tức mấy chục bó đuốc hình người bốc lên. Vù, hư không run rẩy thạch hạo nhanh chóng tránh né, một thanh chiến mâu gì xét xuyên thủng hư không. Tỏa ra thần uy ngập trời, rất mạnh, Thạch Hạo dùng mình, chiến mau sượt qua đâm thẳng vào mặt đất, khiến nơi đó nổ tung hình thành nên hố sâu. Trên bầu trời, một linh thể màu bạc xuất hiện, cả người phát sáng chói mắt là do kẻ này ra tay, cứ như là được đúc thành từ bạc trắng, khác với tất cả anh linh nơi đây. "Có cao thủ." Thạch Hạo khẽ nói, sau đó nó liền biến sắc. Mười mấy linh thể màu bạc như thế xuất hiện, lấp lánh như mặt trời, rõ ràng là anh linh thế nhưng lại có cảm giác nóng rực thành âm sắc bén và chói tai vang lên, mười mấy linh thể màu bạc gào thét. Cứ như mười vạn ác quỷ khóc lóc âm thanh vô cùng đáng sợ, thiên địa run lên, đại địa sụp lún âm vụ cuồn cuộn. Việc này cứ như là ngày tận thế vậy, hủy diệt tất cả. Cũng trong lúc đó, mấy vạn âm linh kia cũng đồng loạt gào thét, hình thành một một vùng, linh vực. Mở ra một không gian đặc thù được hình thành từ năng lượng linh hồn. Ở trong này hoàn toàn là màu trắng bạc đáng sợ vô cùng mi tâm của thạch hạo đau đớn nó cảm thấy thần hồn như muốn ly thể bị một sức mạnh nào đó dẫn dắt tiến vào trong lĩnh vực màu bạc đầy đặc thù kia chuyện gì vậy thạch hạo chừng hai mắt phương thức chiến đấu như thế này nó chưa từng trải qua rốt cuộc nơi mi tâm của nó xuất hiện một giọt máu thần hồn đầy mạnh mẽ hóa thành một người tí hon cao bằng nắm đấm tỏa ra dương khí mạnh mẽ bắt đầu rời khỏi thân thể không đúng vào lúc bị nguồn sức mạnh kia dẫn dắt thì nó phát hiện cả năm hồ niết bàn đều đang sôi trào có đạo vận không tên hiện lên như muốn khắc họa toàn bộ thế giới này trở lại vị trí cũ nào thạch hạo hét lớn thần hồn bùng phát kim quang vạng trượng chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng hư không có tới hơn ngàn anh linh bị giết chết đây chính là đòn mạnh nhất của linh hồn thạch hạo đại biểu cho áo nghĩa cực đạo thời khắc này nó không thể vận dụng bảo thuật chỉ sinh ra một cảm giác khó tả khống chế nguyên thủy chân dài sử dụng tới chiêu thức vô cùng bình thường là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ vận chuyển sức mạnh linh hồn đó cứ như là sấm sét của tiên gia chấn động cả hư không bùng phát ra ánh sáng vô tận khiến cho những anh linh kia nổ tung sau một khắc thạch hạo trở về vị trí cũ thần hồn cao bằng nắm đấm tỏa ra hào quang bất hủ đi vào mi tâm trở lại cơ thể của nó nó có một loại cảm giác nếu như lúc nãy không trở lại thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, tất cả bí mật của bản thân sẽ bị mưu đoạt, hồn phách sẽ bị người khác hiểu rõ. Thần hồn thật kinh người, vượt qua lẽ thương, ngay cả linh vực đặc thù do mấy vạn anh linh và thần hồn màu bạc tạo nên cũng không thể dẫn dắt đi được tên tiểu thạch quá kinh diễm. Nếu như để nó đi tới thượng giới, hơn nửa sẽ quật khởi. Một vị tôn giả khác khiếp sợ. Tần Vũ thản nhiên thế nhưng trong lòng lại rung lên, linh thể màu bạc kia mạnh mẽ biết bao nhiêu, toàn bộ cùng nhau tạo nên không gian lĩnh vực vậy mà khó lay động được thần hồn của Thạch Hạo. Chuyện này chẳng hề hợp với lẽ thường. Thạch Hạo hét dài, trong tay xuất hiện một thanh pháp kiếm màu vàng, đó chính là thần khí chấn quốc của Thạch tộc giờ khắc này hào quang trói lọi. Một chiêu chém ra lập tức xé rách không gian lĩnh vực này. Ẩm một tiếng, linh vực màu bạc nổ tung, liên miên anh linh vỡ tung ngay cả mấy mấy linh thể màu bạc đang trong linh vực kia cũng hóa thành cho bụi trong lòng tiểu thạch bốc lên lửa giận sau khi tiến vào bất lão sơn thì bị làm khó dễ nếu không phải ba mẹ ở nơi đây không biết bọn họ như thế nào thì nó sớm chẳng nhẫn nhịn nữa rồi thời khắc này chỉ dùng pháp kiếm màu vàng trong tay chém anh linh thì mới có thể phát tiết cơn lửa giận trong lòng mà thôi ẩm đột nhiên trong hư không xuất hiện một hồn thể màu vàng nhạt trong tay cầm pháp trượng vàng óng dùng hết sức vung mạnh vô số ngọn lửa linh hồn mang theo hàng loạt ký hiệu bao phủ tới đồng thời tên anh linh kia vô cùng mạnh mẽ trong tay cầm thần khí pháp trượng đủ tạo thành uy hiếp cho tiểu thạch a à, thạch hạo la lớn một tiếng chẳng chút lo sợ nhào về trước kèm theo đó là cuồn cuộn tinh lực cứ như chân long từ trong thể xác của nó vụt lên đè ép cả hư không Lúc này, vô số anh linh xung quanh đều nổ tung, sau đó thiêu đốt, hồn thể phá diệt còn có rất nhiều anh linh bị tinh lực kinh khủng kia ép nát. Linh thể màu vàng nhạt bị ngăn cản. Pháp trượng trong tay dơ lên thủ thế đề phòng. Đây chính là, thân thể của tiểu thạch tinh lực mạnh mẽ thật với độ tuổi này, ở hạ giới này thì có một không hai. Không biết khi hạo nhi 15 tuổi, thân thể có tinh lực lớn như thế này hay không? quá mức kinh khủng vang dội cổ kim dựa vào tinh lực như thế để giết chết mấy ngàn anh linh khí dương cương quá sung túc mà hai vị tôn giả khiếp sợ phát hiện ra được tiềm năng của tiểu thạch thì ra đầu tê giải tần vũ im lặng mạnh mẽ như gã thì có thể dõi mắt nhìn sinh linh hạ giới sau khi thấy được tinh lực cuồn cuộn của thạch hảo thì giật mình ít ra như gã tồn tại vượt qua hồng trần nhân thế chứ giới trẻ thì không thể nào so sánh được mở ra hóa ma trận nào giam cầm chiến ý, để Hạo Nhi vào tham chiến, bắt đầu rèn luyện. Tần Vũ nói, hai tay gã vung lên, một cổ trận khác được mở ra, bắt đầu lôi kéo chiến ý của Thạch Hạo. Khiến nó bước vào một không gian khác. Tần Hạo xuất hiện chiến y màu bạc rực rỡ, trong tay cầm chiến mâu thần linh chỉ thẳng mi tâm của Thạch Hạo nơi xa. Sau đó xuất thủ đánh ra một đòn bén nhọn nhát, Thạch Hạo cảm giác chiến ý của mình bị rút lấy, tiến vào trong trận pháp phía trước. Đang giao chiến với người khác, mi tâm của nó phát ra hào quang sáng rực, linh giác vận dụng tới cực điểm, thần cảm trong thân thể xuất hiện xem thử xảy ra chuyện gì trong kia, chợt nó phát hiện, nó đang giao chiến với Đệ Đệ mình. Ẩm, một luồng sức mạnh không tên xuất hiện, đưa hai thiếu niên lại gần nhau, Thạch Hạo phát hiện chiến ý và pháp lực của mình bị chuyển đổi, hình thành nên một chính mình khác. Đang đại chiến với Tần Hạo, Đệ Đệ, đệ muốn chiến đấu với ta như thế sao? Vẻ mặt của Thạch Hạo chẳng hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, sau nó, nó ngửa mắt lên trời phát ra tiếng thét dài, nhìn trời cao, nói, bất lão sơn, tần vũ, là các ông đang ép ta, cẩn thận nơi đây sông núi vùi lấp, vĩnh hóa kiếp hồ. Không biết vì sao, khi nghe tiếng thét dài của thạch hảo thì tần vũ và hai vị tôn giả đều giật mình, tiếng thét này ảnh hưởng tới tâm thần của bọn họ. Bên trong một trận pháp khác, tóc đen của thạch tử lăng phấp phới, hai mắt tỏa ra thần mang, nói, ta cảm giác được, hai hài nhi của chúng ta đều xuất hiện hắn xác định phương vị không gian sau đó nhận lấy một con dao gam lờ mờ từ thê tử của mình bỗng nhiên cắt mạnh pháp khí kinh khủng vô biên ký hiện dày đặc vậy mà lại cắt đứt không gian này chiến trường anh linh bị cắt thành một khe hở, vợ chồng hai người mờ hồ nhìn thấy được có hai thiếu niên đang đại chiến đó là hai người đều sợ hãi a à, thạch hạo hét lớn tóc rối tung bay lượn nói bất lão sơn các ông quá khinh người muốn huynh đệ ta tương tàn hôm nay ta sẽ cho các ông biết ông nội ta đại ma thần không thể làm nhục ba mẹ ta không thể lừa gạt ta không thể bức ép ta sẽ lật tung cả bất lão sơn của các ngươi đi di dịch tới đoạn này ngay cả mình cũng không kìm được sự hưng phấn quá đã không hổ hùng hài từ thanh âm này có thể khiến cho thiên địa rung đông Tiếng hét lớn của Thạch Hạo như sấm nổ đùng đùng, kèm theo đó là tinh lực cuồn cuộn anh linh xung quanh liên tiếp nổ tung, còn linh thể hóa thành ánh lửa, bùng cháy dữ dội. Nó khí thế ngất trời, tóc đen như ngọn lửa đen nhảy múa, ánh mắt trong veo bắn ra hào quang, giờ thay nhấc chân đều ẩn chứa khí thế hào hùng, giống như muốn dùng tay không xé rách cả thế giới này. Hai vị tôn giả khiếp sợ, Hàn Ý khắp người chưa từng thấy thiếu niên nào có khí tức kinh khủng như thế, không ngờ khiến họ sinh ra sợ hãi ngăn cản nó, lời nói này xuất phát từ bản năng của hai người, rồi đồng loạt xuất thủ, muốn áp chế khí thế này lại bởi vì bọn họ cảm thấy quá nguy hiểm. Cảm giác này vô cùng hoang đường, thân là tôn giả, bế nghệ tám vực kiêu ngạo hồng trần. Sao lại có cảm giác này trước kia kỵ một thiếu niên, thậm chí còn sợ hãi, chuyện này khó mà tin được. Ở một tiếng, bọn họ hợp lực lấy ra một pháp khí. Từ trên trời giáng xuống trấn áp vào trong không gian kia, Thạch Hạo ngửa đầu, ánh mắt như điện, chiến kiếm trong tay hóa thành cầu vòng đâm thẳng trời cao, pháp kiếm màu vàng vô cùng lấp lánh. Thời khắc này như trở thành thứ duy nhất trong thiên địa. Ẩm, đó là một bảo ấn hóa thành ngọn núi lớn màu đen lao nhanh xuống, thế nhưng giữa đường lại nổ tung, đã bị Thạch Hạo chém nát. Hóa thành bột mịn, chuyện này hai vị tôn giả run sợ đó cũng không chỉ là pháp khí mà còn ngưng tụ toàn bộ pháp lực của hai người họ muốn dùng tu vi thâm hậu trăm năm của mình để áp chế thế nhưng lại bị đánh nát sắc mặt hai người trắng bệch khí thế của tiểu thạch vẫn tiếp tục dường như muốn đột phá cực điểm đạp vào một vùng thiên địa lớn khác lông mày của tần vũ nhíu chặt trong lòng gã vô cùng nặng nề luôn cảm thấy chuẩn bị xảy ra chuyện không tốt nào đó thiên niên này khiến gã giật mình gã có thân phận như thế nào chứ sao lại như thế được có điểm không hợp lý cho lắm nên biết dù là tôn giả đứng trước mặt gã cũng phải cúi đầu run sợ keng trong trận pháp nơi tần hạo đứng truyền tới những trận dung liên hồi chiến mâu thần linh màu bạc chấn động bay mạnh lên cao lòng bàn tay nứt toác máu không ngừng chảy ra không xong một vị tôn giả thất kinh toàn bộ chuyện này đều do sự tức giận của Thạch Hảo, chiến ý chớp mắt tăng mạnh, chiến thể đó do pháp lực ngưng tụ cùng với chiến y, suýt chút nữa đã xuyên thủng Tần Hảo. Tiểu Thạch như nhập ma, tóc đen rối bời, ánh mắt như điện, khí tất cả người tăng vọt so với lúc nãy không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc này, tay trái nắm chiến kiếm tay phải cầm thần kích chấn quốc. Tuy chỉ là một thiếu niên thế nhưng lại tỏa ra khí tức vô cùng lớn, cứ như là một ngọn núi nguy nga không thể leo lên đỉnh một luồng sức mạnh và âm thanh không tên dâng trào cứ như âm thanh của tim đập thế nhưng lại rất lớn vô cùng đáng sợ thiên địa không ngờ lại hợp nhất cùng nhịp đập này đạo và mình hợp nhất ánh mắt của tần vũ ngưng lại lộ vẻ giật mình khí thế này cơ bản không phải một thiếu niên liệt trận cảnh có thể nắm giữ ngay cả tôn giả cũng vô cùng khao khát chỉ có thần như gã thì mới có thể đạt tới được tiểu thạch làm sao làm được Tình khí thần khắc họa trong hư không nắm giữ nhịp đập cả vùng thế giới này. Nó bây giờ có được một luồng sức mạnh kỳ lạ có thể tạm thời khấy động cả vùng thế giới này. Tinh khí thần viên mãn, thân thể cực hạn vì tức mà bảo nắm giữ khí thế thần đạo không tên này. Tần vũ lầm bẩm ẩn chứa vẻ đố kỵ. Chuyện này rất buồn cười, gã sống không biết bao năm tháng rồi thế nhưng sao lại đi đố kỵ với một thiếu niên. Nhưng đây chính là nỗi lòng thật sự của gã. Đây chỉ là một đứa bé 15 tuổi, sao lại có thể sớm chạm vào ý cảnh thần đạo như thế này? Tuy rằng có thể sẽ rời khỏi ý cảnh này thế nhưng sẽ có tác dụng cực lớn cho việc tu hành sau này. Thiên tư ngút trời, cũng chỉ có thể dùng bốn từ này để hình dung mà thôi. Sắc mặt của Tần Vũ trở nên lạnh lẽo thiên tài như thế này, càng mạnh thì càng khiến gã thấy là mầm họa lớn. Gã chỉ tay một cái, một luồng ánh bạc bắn ra xuyên thẳng vào trong trận pháp, hóa thành một luồng sấm sét cực lớn, mênh mông vô biên, nhấn chìm cả bầu trời phía trên thạch hảo. "Lão tổ, xin hãy lưu tình. Nếu không sẽ không cách nào nói với thượng giới đâu." Hai vị tôn giả bừng tỉnh, bọn họ không phải sinh lòng thương hại, thế nhưng lại sợ thượng giới trách tội. "Ta tự có chừng mực. Đây cũng chỉ là sấm sét yếu nhất mà thôi, sẽ giữ lại mạng cho nó thế nhưng nó mạo phạm thần linh, khó tránh khỏi trừng phạt." Tần Vũ nói, mờ, thạch hạo hét lớn, pháp kiếm màu vàng trong tay phát sáng cũng tỏa ra sấm sét cùng lúc đó cả người nó lượn lờ tia điện một con toan nghe lao ra hợp nhất cùng thần kiếm. Ẩm, nơi đây trở nên bạo động. Trong thiên địa đâu đâu cũng là ánh chớp, pháp kiếm này rất quái lạ, hóa thành một con toan nghe màu vàng phun thả sấm sét sau đó hút toàn bộ ánh bạc đang lao xuống vào cơ thể bảo thuật toan nghê thần thông chấn giáo thạch quốc pháp kiếm cũng vừa khéo là một cặp được tế luyện từ bảo cốt toan nghê. Tần Vũ kinh ngạc, hai vị tôn giả ngơ ngác thạch hảo không việc gì. Tuy bị tia điện nhấn chìm thế nhưng lại chặn được uy thế đó, không hề gãy xương đứt gân, chưa hề máu chảy thịt tan khó khăn chống đỡ. Ánh mắt của nó càng sáng hơn, pháp kiếm màu vàng trong tay hóa thành toan nghê đang gầm thét há miệng dâng lên khí lành. Lôi đình càng mạnh mẽ hơn nữa đánh tới. Người dám bất kính với thần. Tần Vũ giận dữ. Một đòn của gã chẳng hề hiệu quả nên sắc mặt trở nên lạnh lẽo hơn. Vậy mà cái tên vô cùng thấp kém trong mắt gã lại còn công kích về mình. Những người ở cấp bậc như gã đều xem đây là một loại sỉ nhục. Thần linh cái khỉ gì cũng chỉ là một tên ngụy thận mà thôi. Thạch hạo lạnh lùng nói. Lời nói đầy thô tục đáp trả lại vẻ cao cao tại thượng của gã tự cho mình là thần khinh thường chúng sinh. Câu nói này khiến tần vũ biến sắc ánh mắt lạnh lẽo, cặp mắt nhìn vào trận pháp khí tất cả người như biển lớn, như đại dương gầm thét. Hai tôn giả run rẩy cả người co giật, gần như tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không ngừng thối lui. Ẩm, cách đó không xa, một vùng hư không không ngừng xuất hiện thải quang, nơi ấy bị xé ra mấy lần như có người muốn phá không xông vào. Việc này càng khiến vẻ mặt tần vũ trở nên lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm một khu trận pháp khác nơi đó thạch tử lăng cùng với thê tử đang ra tay xung kích trận pháp không gian trói buộc đó trong hư không xẹt qua mấy lần thế nhưng đề buộc phải trở về khó có thể vượt qua được trong lòng thạch hạo sinh ra suy nghĩ khí thế của nó hiện giờ đã chạm tới thần đạo linh giác nhạy cảm vượt quá tưởng tượng hô lớn ba mẹ còn tới thăm hai người nè bên trong một khu trận pháp khác vợ chồng thạch tử lăng kích động vẻ mặt phức tạp đúng lúc này loáng thoáng nghe được tiếng hô lớn ấy trái tim bọn họ đều run rẩy đứa bé mất đi trí tôn cốt bị bỏ mặt ở thạch thôn lúc đó vẫn là một đứa bé còn mang tả lót yếu nhược không thể hình dung vậy mà không hề chết hiện tại nó không chỉ còn sống mà còn trở nên mạnh mẽ dám vùng kiếm về phía thần linh bể nghệ thiên hạ tài ba ngạo thị quần hùng khiến hai vợ chống chấn động miệng lẩm bẩm không thôi một đứa bé thần tư ngút trời như thế dám đánh thẳng vào bất lão sơn để tìm bọn họ Dao găm trong tay họ được tế luyện từ bảo cốt hư không thú, có thể cắt đứt không gian, trở lại hư vô. Nhưng mà, nơi đây quá đặc thù, có rất nhiều trận pháp thần linh chói buộc liên tiếp mấy lần cắt ra vết rách thế nhưng hư không lập tức khép lại, chỉ có thể hơi nhìn qua khe hở ấy. Mơ màng nhìn thấy một thiếu niên trong tốc thế nhưng không cách nào bước lại được. Chỉ là phàm nhân thôi, lại làm kẻ địch với thần, kết cục sẽ đáng thương, để cho ngươi biết uy năng của thần một giọt máu cũng đủ nhấn chìm, hòa tan một thân đạo hạnh và thần thông của ngươi. Lúc này, gã giơ tay lên, điềm lành lưu chuyển, đầy ngón tay chảy ra một giọt máu. Trong ánh đỏ tê mang theo ánh bạc lấp lánh, tuy chỉ là một giọt thế nhưng lại cứ như là hải dương rộng lớn, thai ngén ra vô số sinh cơ, còn có thần năng vô cùng đáng sợ. Việc này khiến người khác ngơ ngác, đây là thủ đoạn của thần, một giọt máu phải áp chế thạch hạo, luyện hóa thân thể nó. Hóa thành tinh khí thần phàm nhân con bà nhà ông, ngôn ngữ đầy ngông cuồng xem thường thần của thạch hạo phát ra. Hai tay cầm hai thần khí chấn quốc đánh thẳng về trời cao thề không khuất phục đồng thời nó vận dụng nguyên thủy chân dài. Vận chuyển toàn bộ tinh khí thần tập trung về nơi ngực. Ẩm, trí tôn cốt thức tỉnh, luồng khí tức điên cuồng nổ tung, nối liền trời với đất. Qua sự gia trì của hai thần khí chấn quốc uy thế càng thêm mạnh mẽ hơn. Hả, không phải là chưa trưởng thành thì khó mà vận dụng hay sao? Tần Vũ nhíu mày, hiển nhiên gã biết rõ về Thạch Hảo. Thần quang vô lượng nhấn chìm cả thiên địa giữa bầu trời giọt máu kia hóa thành hải dương màu bạc đổ ào xuống dưới, xương máu bị sấy khô thần hoa phun trào. Toàn bộ tiến vào trong lồng ngực của Thạch Hảo. Tên thần thấp kém kia, đây là sức mạnh của ông à yếu ớt và mong manh tới đáng thương. Thạch Hạo cười to hai vị tôn giả ngơ ngác quả thật không thể nào tin vào những chuyện diễn ra trước mắt bộ ngực của thiếu niên kia đang phát sáng không ngờ lại hấp thu thần huyết trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho bảo cốt bản thân sắc mặt của tần vũ tái xanh thần uy lần nữa lại bị khinh nhờn đặc biệt là thần huyết lại bị trí tôn cốt luyện hóa và hấp thụ trở thành chất dinh dưỡng chuyện này không thể tha thứ là một sự sỉ nhục xa xa tần hạo giật mình nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt thần mâu trong tay chỉ thẳng thạch hạo thế nhưng lại cứng ngắt như hóa đá đứng sang một bên thạch hạo liếc nhìn hắn lên tiếng trách mắng người cũng trong lúc đó hư không lần nữa bị chém đứt một khe hở xuất hiện vợ chồng thạch tử lăng vừa hay nhìn thấy cảnh tượng nó xỉ nhục thần linh nó luyện hóa thần huyết trách mắng tần hạo hạo nhi như ẩn như hiện, rốt cuộc thạch hảo cũng nghe thấy tiếng gọi này, thế nhưng đáng tiếc hư không nơi đó liền khép lại. Nhỏ bé như ngươi, chỉ là một tên phàm tục. Hết lần này tới lần khác khiêu khích uy nghiêm của thần, ngươi đã chọc giận ta thành công rồi đó, vậy hãy tiếp nhận thần phạt đi. Cả người tần vũ vang lên những tiếng len keng. Pháp y màu bạc phát sáng cứ như dòng ngâm phượng hót tỏa ra ánh bạc rực rỡ gã tiến vào trong trận pháp không gian này, lơ lửng trên trời cao, đưa mắt đầy lạnh lẽo nhìn thạch hạo bên dưới. Phàm nhân đứng trước mặt thần, dù có dãy rùa cũng chỉ phí công mà thôi. Tần vũ lạnh lùng mở miệng ánh mắt vô cùng cay nghiệt và xem thường. Tiểu tháp ra đi nào, hãy đập nát bất lão sơn thành phế tích đi. Thạch hạo âm thầm truyền âm, gọi tiểu tháp đang ngủ say tỉnh lại. Tiểu tháp tỉnh dậy thì giật nảy mình, khó khăn nói. Người! gan lớn kinh khủng, vậy mà còn đại náo cả bất lão sơn, nên biết. Trước khi khi thiên tích bị ngũ hành sơn này đã sản sinh ra rất nhiều tiên thiên thần ma. Tao biết mày có thể chống lại nó mà. Thạch hạo nói, sau đó lần nữa truyền âm. Toàn bộ bảo khố thạch quốc đều cho mày, nhai nuốt thứ gì thì mặc kệ, ngoài ra, nhân quả sau này đều do ta chịu lấy. Tiểu tháp ngớ người, thấy nó kiên quyết như thế nên không có khuyên ngăn gì cả. Chỉ nói một chữ, được người có biết tội của mình không? Âm thanh của tần vũ như sấm nổi, hư không run rẩy trận pháp chuyển động ầm ầm xa xa hai tôn giả thân thể đều run lẩy bẩy. Quỳ phục trên mặt đất, đây là thần uy, bắt nguồn từ sự áp bức của linh hồn, tần vũ pháp y màu bạc lưu chuyển hào quang bất hủ trong con ngươi vạn vật sinh diệt vô cùng đáng sợ. Gã muốn áp chế thần hồn của thạch hảo, khiến nó phải khất phục và quỳ lại. Tên thần thấp kém bé nhỏ này, cũng dám la ó trước mặt ta. Thạch Hạo chẳng hề bị ảnh hưởng, mở miệng nói như thế. "Ngươi, Tần Vũ giật cả mình. Nói rất hay, cái tên ngụy thần nhà ngươi đúng là con sâu nhỏ nhen, cũng dám la hét trước mặt ông nội à." Tiểu Tháp bùng phát ra khí thế khủng bố, bản thể hiện ra ngoài. "Là ngươi, gã chấn động, sau đó là sợ hãi, tới tầng thứ như gã thì sao không nhận ra Tiểu Tháp chứ?" Sau đó quát to một tiếng xoay người đánh về phía Ngũ Hành Sơn. "Cái tên thần thấp kém này, không phải tự cao lắm hay sao?" chạy đi đâu thế, đứng đó mà xem ta sới tung bất lão sơn lên nè. Thạch hạo hét lớn, sau đó, nó vung chiến kiếm trong tay chém mạnh về trước. Mà tiểu tháp thì phóng thích ra một tia khí thế quấn chặt lấy tần vũ. Tần vũ hốt hoảng tự bạo pháp y màu vàng trên người nhằm thẳng về phía ngũ hành sơn, gã linh cảm được chuẩn bị có việc lớn xảy ra, tòa tháp này xuất hiện thì rất có khả năng sẽ long trời lở đất. Xoẹt! một luồng ánh kiếm quét tới, cắt đứt một cọng tóc của Tần Vũ trên gương mặt gã máu tê văng tung tóe, đồng thời vành tai cũng bị cắt gọn một miếng nhỏ. Gã kêu to một tiếng, gã là ai? Được sung là thần linh thế nhưng lại bị một tên phàm tục chém thương. Càng khiến gã tức giận hơn là lời nói của đối phương đầy ngông cuồng, nói tên thần yếu đuối này, ông có biết tội của mình không, hôm nay bất lão Sơn bị lật đổ cũng vì ông đấy thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau